Sao rồi bác sĩ? Hiện tại thì sức khỏe của bà rất là tốt, nhưng mà phải nghỉ dưỡng vài ngày nữa. Người nhà nhớ cho bà ăn uống và uống thuốc theo toa của bác sĩ nha. Dạ cảm ơn bác sĩ. Nội. Nội xin lỗi con. Nội không lo được gì cho tụi con, mà lại bắt tụi con phải cực khổ như vậy. Nội đừng có xúc động. Người nói là xin lỗi là con mới phải. Tại con không chịu hy sinh cho nội gì hết. Chuyện nhà cửa mình sao rồi con? Chắc con Từ nó phá nhà, nó rào đất lại hết rồi phải không? Không có đâu, nội yên tâm đi. Chuyện nhà nội đã có Quế Nhân giúp đỡ rồi. Đó, mới nhắc Quế Nhân xuất hiện liền. Chào bác. Cảm ơn. Bác cứ nằm xuống đi. Bác thấy trong người sao rồi? Dạ cảm ơn cậu, tôi khỏe nhiều rồi. Dạ cậu đây là... Ủa? Là... Nội không biết ông Tuấn hả? Con nghe nói ổng là người quen với gia đình mình mà. Thực ra là tôi chỉ quen biết với anh em Út Mây thôi. Hèn chi. Thôi, nội để con giới thiệu cho nha nội. Đây là ông Tuấn, là Quế Nhân giúp đỡ cho gia đình nội đó. Ông Tuấn là nhà hảo tâm nổi tiếng ở trên thành phố đó nội. Lần này về đây, biết hoàn cảnh nhà nội khó khăn nên ảnh ra tay nghĩa hiệp, trả hết nợ của nội cho bà Từ rồi. Để con đỡ nội. Gia đình tôi lại chịu ơn lớn của cậu rồi. Dạ. Tôi biết làm sao trả nổi cho cậu đây. Bác đừng có nói vậy, chỉ là công việc làm phúc của tôi thôi mà. Thấy bác khỏe rồi là tôi mừng lắm đó. Cậu Tuấn, ơn nghĩa ngày hôm nay có chết tôi cũng không sao quên được. Nghe nội nói nè. Dạ nội. Đây là người ơn của gia đình mình. Hai con phải nhớ lời nội, cố gắng mà trả ơn cho cậu Tuấn nghe con. Thằng Hai nói làm sao vậy con? Dạ không sao đâu nội. Chắc tại mấy bữa nay nhiều chuyện xảy ra quá cho nên ảnh mệt. Không có sao đâu. Cậu Tuấn à, thiệt là mắc cỡ quá. Để rồi tôi dạy lại thằng Hai. Tôi xin lỗi cậu nha. Không sao đâu bác. Ông May à, lúc nãy tôi cũng đã có gặp bác sĩ và biết đôi mắt của bà cụ bị cụm rất nặng, cần phải mổ gấp. Đợi khi sức khỏe của bà ổn định lại rồi tôi sẽ cho bà đi mổ mắt. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nội ơi, vậy là mắt của nội sắp sáng trở lại rồi. Thôi, tôi không dám làm phiền cậu Tuấn nữa đâu. Tôi gần đất xa trời rồi, sống nay chết mai. Mắt mũi đâu có cần sáng sủa làm gì. Ơn nghĩa của cậu, bao nhiêu đây là tôi đã thấy nặng vai nặng lòng lắm rồi. Bác đừng có nói như vậy. Út Mây cổ rất lo cho bác đó. Nếu thấy bác cứ quờ quạng thì cổ cũng đâu có yên tâm đâu. Với lại bác cũng đừng có bi quan như vậy. Bác phải cố gắng vui vẻ để sống lâu sống thọ, để chứng kiến sự nổi tiếng của Út Mây nữa chứ. Cậu nói vậy là sao? Dạ là... Nội ơi, nội nghỉ ngơi nghe nội. Khi nào nội khỏe rồi con sẽ nói chuyện với nội. Nhưng mà là chuyện gì? Sao con lại giấu nội hả? Chuyện này để nói sau đi. Bây giờ bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ha. Út Mây à, cô ở lại săn sóc bác nha. Tôi có chuyện phải đi một chút. Dạ, tôi biết rồi. Chào bác, cháu đi. Dạ. Chuyện gì vậy con? Hả? Sao mà... Ủa mày, em quyết định đi thiệt hả? Anh Hai, anh... Trả lời đi. Trả lời đi. Anh Hai ra đấy. Sao vậy bay? Hai đứa này. Em làm như vậy cũng chỉ vì cuộc sống của nội thôi. Anh Hai phải ủng hộ em chứ. Sao anh Hai lại nhăn nhó? Rủ nội nghe vậy rồi nội buồn sao? Em sợ nội buồn Vậy tại sao còn đi? Nhưng mà em đâu có đi luôn đâu. Mỗi tuần em sẽ về thăm nội với anh một lần. Nhìn hai không muốn em lên Sài Gòn. Ở Sài Gòn rất là nhiều cạm bẫy, em có biết không? Anh hai lo gì, bên cạnh em còn có ông Tuấn. Ổng là người tốt mà. Tại sao em tin người như vậy hả? Đúng, ông đã giúp gia đình mình. Nhưng anh nghi ngờ những chuyện ông làm đều là có động cơ hết. Trời đất, anh hai nói chuyện gì giống như trong phim vậy. Ông Tuấn cũng chỉ tình cờ biết được chuyện gia đình mình thôi mà. Anh đừng có nghi ngờ lòng tốt của người ta như vậy. Anh biết, bây giờ anh có nói gì á, em cũng không nghe lời anh đâu. Với lại, em quyết tâm ra đi lập nghiệp là để lo cho nội. Đúng, không có gì sai. Đúng rồi. Nhưng mà anh rất lo cho em. Anh không muốn em tách rời gia đình. Anh hai, anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Không gì có thể tách rời em với gia đình mình được. Anh hai yên tâm chưa? Anh hai đừng có như vậy được không? Thấy anh hai như vậy em buồn lắm. Thì em kệ anh đi. Em biết là anh đang bực bội vì nhà mình chịu ơn của người ta quá nhiều. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, nếu như không có ông Tuấn giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ bi đát lắm đó. Anh biết, nhưng không thích chịu ơn con người đó. Tại sao vậy anh hai? Sao anh hai lại có thành kiến với ông Tuấn như vậy? Em nói thiệt, mấy ngày hôm nay em thấy ông Tuấn vất vả chạy tới chạy lui, em cũng cảm thấy cảm động lắm. Dù chỉ là người dân, nhưng mà ông Tuấn là rất tốt với gia đình mình. Anh hai không thấy sao? Vấn đề là chỗ đó đó. Em nghĩ đi, trên đời này có ai cho không ai cái gì không? Nhưng anh quyết định rồi, tụi mình phải tìm cách trả lại tất cả những khoản tiền mà ông đã bỏ ra. Nhưng mà bằng cách nào? Anh sẽ ráng bán được miếng đất Hương Quả. Nhưng mà nội vẫn mong muốn giữ lại miếng đất như lời hứa với ông nội. Bán đất chỉ là chuyện chẳng đặng đừng thôi. Với lại em cũng có nói với ông Tuấn là em sẽ đi theo ổng đi kiếm tiền, rồi trừ nợ dần vào thu nhập của em. Đó cũng là một cách để mình trả nợ người ta mà. Vậy là em nhất quyết muốn đi theo ông Tuấn hả? Út Mây à, anh năn nỉ em đó. Ông Tuấn không phải là người đàng hoàng như em nghĩ đâu. Em cũng biết ý đồ của ổng là muốn chinh phục được em để thỏa mãn bản thân ổng á. Cái gì? Anh nói Cậu nói gì? Cậu nói tôi không đàng hoàng à? Vậy còn cậu, thêm mắm dặm muối vu khống, nói xấu sau lưng người khác như vậy thì có đàng hoàng hay không hả? Ông nghi ngờ lòng tốt của người khác là tính cách của cậu sao? Nếu vậy á thì chỉ một mình cậu thôi là đủ. Đừng có bắt Út Mây phải có tính cách giống như cậu vậy. Thái độ của cậu khiến cho tôi phải hối hận vì đã làm ơn mất quán đó. Ông Tuấn, tôi xin lỗi. Anh hai tôi chỉ vì lo cho tôi quá cho nên mới như vậy thôi. Ông đừng có giận. Em không cần phải giải thích gì hết á. Bởi vì anh không có nói sai. Ông Tuấn, đối với những gì ông đã làm cho gia đình tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nhưng tôi sẽ không để ông Mây đi theo ông đâu. Tôi sẽ trả lại hết cho ông mọi thứ. Anh hai, anh hai à. Anh hai nói đúng. Cậu á, cậu vốn dĩ không hề yêu thương Út Mây. Cậu muốn giữ em gái cậu lại chỉ vì cậu quá ích kỷ thôi. Tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện cho gia đình cậu, vậy mà cuối cùng cậu chỉ biết đố kỵ, nghi ngờ và chỉ nghĩ cho sĩ diện của chính cậu mà thôi. Ông Tuấn. Được, vậy thì tôi sẽ không cần phải giúp gì cho gia đình cậu nữa. Chào cậu. Dạ ông Tuấn. Anh hai nói cái gì kỳ vậy? Ông Tuấn, ông Tuấn. Út Mây. Ông Tuấn, ông Tuấn. Ông Tuấn ơi, ông làm ơn nghe tôi nói nè. Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi chuẩn bị về Sài Gòn rồi. Tôi xin lỗi ông. Anh hai tôi tính tình cọc cằn nên cư xử không phải. Ông đừng để bụng nha. Tôi không có giận hờn gì hết á. Nhưng tôi chỉ thấy đau lòng vì những việc tốt mình làm lại bị nghi ngờ và xúc phạm. Không có đâu. Tôi xin thề với ông, tôi không có nghi ngờ về ông hết. Ngược lại tôi biết ơn ông lắm. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Từ nay về sau á, tôi sẽ không làm phiền gia đình cô nữa đâu. Tôi thật không ngờ kết quả mà tôi nhận được là khiến tôi bị tổn thương đến như vậy. Ông Tuấn ơi, ông đừng có nghĩ như vậy mà. Nếu cô cảm thấy nghi ngờ tôi á thì tôi không có ép cô đâu. Tôi cũng không muốn phải ở bên cạnh một người mà không có tin tưởng mình. Ông Tuấn, tôi chắc chắn sẽ đi theo ông như lời tôi đã hứa. Tôi không có hề nghi ngờ ông gì hết á. Ông Tuấn, ông tin tôi đi. Út Mây à, tôi thật sự không muốn hai anh em cô trở nên căng thẳng vì tôi đâu. Tôi cũng không muốn hai Bình vì chuyện cô bỏ đi mà cứ vu khống những điều xấu xa độc địa cho tôi. Nói thiệt với cô chứ tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và bị tổn thương nhiều lắm. Ông Tuấn, chuyện này là do tôi tự nguyện, không có liên quan gì tới ông hết á. Dù anh hai tôi có nói gì, ông cũng đừng có để bụng. Cho tôi xin lỗi ông. Tôi xin lỗi ông mà. Ông Tuấn. Nội uống thuốc nghe nội. Mai mốt con đi rồi, nội phải nhớ uống thuốc cho đúng giờ. Còn mắt của nội, nội phải giữ cho sạch, nhỏ thuốc cho đúng cữ, vậy nó mới mau lành nghe nội. Nội nhớ rồi. Bay cứ dặn tới dặn lui hoài à. Cái người phải lo là bà nội đây nè. Để cho con phải tha phương nơi thành thị. Nội dặn nè, lên trên đó mà có cái chuyện gì không ổn á, là bắt xe về đây với nội liền nghe chưa. Dạ con biết rồi. Nội đừng có lo xa nữa. Nội, cuộc sống của gia đình mình sau này sẽ rất là sung túc. Con làm ra tiền rồi, con sẽ gửi tiền về cho nội. Con sẽ sửa nhà cho nội. Con sẽ mở tiệm cho anh hai nữa. Chừng nào con trả hết nợ cho ông Tuấn, con sẽ về đây luôn nghe nội. Nhưng mà con làm gì á thì cũng phải giữ sức khỏe nghe con. Nội không có đòi hỏi gì hết. Chỉ cần con thành công, cuộc sống của con thoải mái là được rồi nha. Dạ con biết mà. Con phải giữ sức khỏe để còn lo cho nội nữa chứ. Nghĩ lại con thấy mình cũng còn may mắn vì có cơ hội để làm việc với ông Tuấn. Con sẽ cố gắng hết mình để không làm phụ lòng ông Tuấn cũng như phụ lòng nội. Con biết nghĩ như vậy là phải đó. Người ta có ơn với mình, đừng có để người ta thất vọng nha con. Nội thì không hiểu tại làm sao mà thằng Hai Bình nó cứ nói ra nói vô cái chuyện của ông Tuấn hoài. Nó khó chịu với ông Tuấn ghê vậy đó. Con cũng không biết nữa. Em gái của mày á, vừa có tài lại vừa có sắc nữa, lại có nhân cách đặc biệt. Đúng là một đứa con gái tốt. Nó không giống mà chút nào hết á. Tao tự hỏi tại sao tụi bay lại có thể là anh em với nhau được. Ông nói vậy là ý gì? Ê, đừng có nóng. Tao chỉ nói lên thắc mắc của tao thôi mà, có ý gì đâu. Mà phải công nhận là tao ở trong giới giải trí mỗi ngày gặp gỡ không biết bao nhiêu là gái đẹp á. Nhưng mà không biết sao đứng trước em gái của mày tao vẫn thấy say đắm á. Ủa mày, anh không muốn ông ta cướp mất em. Em có hiểu không? Nè Hai Bình, bộ có chuyện gì hả con? Có chuyện gì buồn hả? Trời ơi, tao thấy nhà mày cũng bớt khổ rồi, mà sao mặt mày cứ chù ủ hoài vậy? Có chuyện gì không? Hai Bình, Hai Bình. Để tôi tranh thủ đem hành lý xuống trước. Cô tranh thủ nói chuyện với nội một chút đi nghe. Dạ. Dạ chào bác. Dạ chào cậu. Nội, con sẽ nhớ nội lắm. Sau này không có con ở bên cạnh, nội ở nhà phải giữ gìn sức khỏe. Nội phải ăn uống rồi thuốc men cho đúng giờ. Nội biết rồi. Nè, con lên trên đó gọi điện về cho nội hay liền, nghe không? Nghe con. Nội, nội đừng có khóc. Con không có đi luôn đâu mà nội. Mỗi tuần con sẽ về thăm nội một lần. Anh hai đâu rồi nội? Mới sáng sớm là nó đã bỏ đi đâu rồi. Nội cũng không biết nó đi đâu nữa. Thôi con đi đi. Đi đi con. Nội ơi con đi. Nội ơi, nội vô nhà trước đi nội. Không, nội đứng đây nội tiễn con đi trước. Nội đứng đây con sẽ không có đi được đâu. Con vô đi nội. Khỏe nha. Quý 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 Út Mây thì đâu vậy? Tôi đi lên Sài Gòn. Út Mây chê tôi không biết bơi phải không? Tôi hứa tôi sẽ tập bơi để không chết đuối nữa đâu mà. Không có, tôi không có chê Quý gì hết đó. Tôi coi Quý như là bạn của tôi vậy đó. Ở nhà, Quý nhớ tập bơi cho giỏi để mai mốt đừng có bị chết đuối nữa nha. Nhưng mà nghe tôi dặn, nếu có tập bơi thì nhờ người lớn tập bơi cho, chứ đừng có xuống sông một mình, nguy hiểm lắm biết không. Để mai mốt tôi về, tôi sẽ mua quà cho Quý. Út Mây đừng có đi mà, đừng có đi mà Út Mây. Thôi thôi, được rồi. Quý sẽ tập bơi mà. Thì thôi không đi. Út Mây nói thiệt hả? Vậy để Quý đi tập bơi nha. Bơi, bơi, bơi. Lại lên Út Mây ơi, trễ rồi. Út Mây. Anh hai. Anh hai, em đi nghe. Mọi chuyện ở nhà cứ về anh hai thay em lo cho nội. Hiểu về em đi thì tụi mình không còn anh em về với nhau nữa hết. Anh hai đừng có nói như vậy mà. Mỗi tuần em sẽ về thăm anh hai. Em hứa mà anh hai. Út Mây à, trễ lắm rồi đó. Tranh thủ đi đi. Ông cho tôi thêm một chút nữa đi. Thêm một chút là bao lâu? Cô tính ở đây lời qua tiếng lại tới xế trưa hay sao? Cuộc sống là của cô, chỉ một mình cô mới có quyền quyết định thôi. Hai Bình à, em gái của cậu có quyền tự do của cổ. Cậu không thể nào trói chân cổ được đâu. Tránh ra giùm cái đi. Tránh ra đi. Thôi đi Út Mây, đi đi, trễ rồi. Đi xuống. Cẩn thận nha Út Mây, em không được đi. Cậu ai vậy? Ai vậy? Anh ơi, em không được đi. Út Mây. Ông Tuấn ơi. Ai đau quá. Sao không vậy? Anh hai. Anh hai làm cái gì vậy? Ui dạ. Anh hai cứ như vậy em mệt mỏi lắm anh hai biết không? Ông Tuấn. Cô thấy chưa, lúc nãy cô đừng có nấn ná thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Ui dạ. Ai à, chết tôi rồi. Ai à, đau quá. Anh hai, em biết là anh hai lo cho em cho nên anh hai mới làm như vậy. Nhưng mà anh hai có nghĩ cho cảm giác của em hay không? Em lớn rồi, em không thể nào quanh quẩn ở đây được. để rồi không thể làm được gì khác. Biến cố vừa rồi khiến em thấy mình cần phải cố gắng thật nhiều để vươn lên. Em muốn ra đi để mạnh mẽ hơn. Có khó khăn thử thách gì em sẽ cố gắng vượt qua. Em năn nỉ anh hai. Anh hai hãy để em quyết định cuộc sống của chính mình đi, để cho em được trưởng thành nghe anh hai. Thôi được rồi. Em muốn đi đâu, em muốn làm gì, em cứ làm đi. Em cứ coi như là anh chưa bao giờ có mặt trong cuộc sống của em đi. Em đi đi. Em đi đi. Anh ơi. Ôi, ai da đau quá. Ai da. Ôi. Anh ơi, tháo dây ra đi. Thì ông gần gần ông tháo đi. Ây da. Em xin lỗi anh ơi. Cô đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Từ từ hai Bình sẽ hiểu. Sẽ không còn giận cô nữa đâu. Thôi Út May nín đi, đừng có khóc nữa. Đừng buồn nữa Út May à. Út May à, đừng có buồn nữa. Alo. Cái show của em, anh quỷ rồi nha. Cái gì? Quỷ show nữa hả? Đúng vậy. Mấy người có lộn không vậy? Alo. Má. Đừng nói là con Ái Ly này. Sắp tới lúc mà rệt cùng đường rồi chứ. Mà cũng phải thôi. Thằng Tuấn nó nói là nó sẽ lấy hết lại mọi thứ của mình mà. Hắn ta đã nói là tất cả bầu show sẽ quỷ show với mình. Hắn muốn mình hết được sống mà. Hoàng Tuấn, mày muốn dồn tao vô đường cùng hả? Không dễ đâu. Căn nhà này bán ra cũng được mấy tỷ, tao lo cái gì? Chào anh, vô đi anh. Mời anh ngồi. Sao? Anh thấy chưa? Giấy tờ nhà đất của em chắc chắn là hợp lệ. Em đã nói rồi, nếu được thì anh mua lẻ đi. Chứ cũng nhiều người ngấp nghé mua lắm. Nhưng mà chỗ quen biết nên em để lại cho anh. Em gái nè, anh nói thiệt nha. Căn nhà này trước đây làm cách nào mà em có được vậy? Thì dĩ nhiên là em bỏ tiền ra mua rồi. Anh biết làm sao không? Bây giờ em chấm một căn biệt thự ở bên Thảo Điền á, nên em muốn bán căn này để về bên kia ở. Thật ra bên phòng công chứng họ nói là giấy tờ của em không hợp lệ. Và họ còn phát hiện ra rằng á, chủ nhân thật sự của căn nhà này là ông Trần Quang Tuấn. Như vậy là sao? Anh nói gì kỳ cục vậy? Tên của em rành rành trên giấy tờ mà. Không lẽ em đi gạt anh sao? Ý anh không phải là như vậy, nhưng phía phòng công chứng họ xác định rằng giấy tờ này là giả mạo. Dù cho em có coi đi nữa cũng không thể phân biệt được đâu. Chỉ có nhân viên của phòng công chứng, người ta có kinh nghiệm, người ta mới phát hiện ra. Quảng Tuấn, mày chơi nhờ trong giai đoạn hợp tác công việc thôi. Cô đừng có hiểu lầm. Tới nước này mà ông cũng muốn giải nai với tôi sao Quang Tuấn? Căn nhà đó là căn nhà ông mua cho tôi, nhưng cuối cùng đống giấy tờ đó không khác gì mới giấy lộn. Bây giờ ông còn muốn vu khống ngược lại cho tôi nữa hả? Đồ đê tiện. Ellie à, tôi nghĩ chuyện cô nên làm bây giờ là hãy mau chóng cuốn gói ra khỏi nhà của tôi đi. Nếu cô còn không biết điều á thì cô cũng biết rồi đó. Chỉ cần tôi trình sắp giấy tờ này lên cơ quan chức năng và tố cáo tội làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản thì kết cục của cô sẽ bị thảm lắm. Hoàng Tuấn, mày đúng là con cáo già đê tiện, đồ khốn nạn. Mày chết đi, chết đi. Rồi. Kìa, giải ly, chị có sao không vậy? Hả? Thì ra là mày. Còn Nguyên Cái à, bây giờ mày muốn bước vô để thay thế vị trí của tao đúng không? Em nè, nè, nè. Bức dạy. Cô bị điên hả? Phải, vì mày mà tao bị điên như vậy đó. Nè, nếu cô còn tiếp tục giở trò ở đây nữa thì tôi sẽ tống cô vô tù đó. Mày ngon lắm. Đi, đi, đi. Út Mày à? Út Mày, cô có sao không? Em có sao không? Em chắc là em đau lắm đúng không? Không, em không sao. Cái bà Ái Ly này đúng là hung dữ mà. Lúc trước chị không biết nên rất hâm mộ bả. Nếu hồi nãy chị ở đây, chị cho bả một trận rồi. Chắc là chị Ái Ly đang bức xúc quá cho nên mới như vậy thôi à. Nhưng mà có chuyện gì vậy ông chủ? Con người của cổ lúc nào mà không hung hăng chứ. Đã vậy lại còn quá tham lam. Nè, tôi cho cổ mượn căn nhà để đỡ gánh nặng cơm áo, vậy mà cổ lại âm thầm làm giả giấy tờ nhà rồi rao bán để chiếm đoạt. Cũng may là tôi phát hiện kịp. Tôi nghĩ con người như Ái Ly sẽ không dễ bỏ qua chuyện này đâu. Út May, sao tự nhiên chị thấy lo cho em quá? Cô tưởng tôi sẽ để cho Út May bị ăn hiếp hay sao hả? Út May đã là nghệ sĩ của tôi rồi. Mọi chuyện tôi làm đều sẽ vì mục đích bảo vệ và nâng đỡ cho cổ. Út May, chị thấy mừng vì cuối cùng em cũng suy nghĩ sáng suốt. Với tài năng của em cộng với kinh nghiệm của ông chủ, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, chị tin chắc em sẽ nổi tiếng. Em không có ham nổi tiếng, em chỉ cần có công việc ổn định thôi. Cô nói vậy là không đúng rồi. Đã là nghệ sĩ của tôi thì nhất định phải có tham vọng. Chỉ khi có tham vọng, cô mới có thể vươn lên, mới có thể tạo ra lợi nhuận được. Tôi cho cô hay, cho dù tôi là nhà hảo tâm, nhưng trong công việc tôi cũng rất là khắt khe. Tôi đầu tư cho cô cũng chỉ để tạo ra lợi nhuận. Tôi muốn cô phải nỗ lực thật nhiều. Thôi, Út Mày mới lên nên cũng mệt rồi. Cô ra ngoài làm việc tiếp đi, tôi sẽ đưa Út Mày về nghỉ. Dạ. Em nghỉ ngơi cho khỏe nha. Ngày mai có gì chị tìm em. Dạ. Chào ông chủ. Mình đi thôi. Cô vô đi. Tạm thời thì cô cứ ở đây ít bữa cho tới khi tôi thu xếp xong chỗ ở cho cô ha. Dạ, cảm ơn ông. Cả ngày nay chắc ông cũng mệt lắm rồi. Cô đừng có hở một chút là cảm ơn tôi. Bây giờ những gì tôi làm cho cô cũng chính là làm cho tôi mà. Sau này hai chúng ta đều có lợi hết. Nhưng mà tôi thật sự rất biết ơn ông mà. Nếu biết ơn tôi á thì cô chỉ cần cố gắng thay đổi để sẵn sàng cất cánh. Còn tôi sẽ giúp cô bay lên cao thiệt là cao. Nhưng mà tôi có làm được không? Được, chắc chắn cô sẽ làm được mà. Tôi nhìn ra cô là một viên ngọc quý. Nếu chị mài dũa, chắc chắn cô sẽ tỏa sáng. Hồi còn dưới quê, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cuộc sống của mình có bước ngoặt lớn như vậy. Cho nên tới bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi hay là làm bất cứ thứ gì khác hết. Tôi hiểu. Phải cần có thời gian để cô thích nghi mọi thứ. Bây giờ cô cứ ngủ một giấc cho thiệt là ngon. Ngày mai tôi sẽ đến đón cô đi mua sắm một số thứ cần thiết. Tôi cũng sẽ đưa cô tới cửa hàng thời trang, mua cho cô mấy bộ quần áo theo phong cách của Pháp. Chắc chắn khi nhìn vào gương, cô sẽ không còn nhận ra chính mình nữa đâu. À, thôi, bây giờ cô nghỉ ngơi đi. Tôi phải về đây. Ông Tuấn. Hả? Sao? Đừng có nói là muốn tôi ở lại ngủ với cô nghe. Không có. Không phải. Chỉ tại tôi thấy sợ thôi. Tôi không có dám ở đây một mình đâu. Tôi tính không mấy ông cho tôi về xóm trọ của chị Trầm để tôi ngủ với chị nha. Mặt cô đỏ hết rồi kìa. Nhìn cô thiệt là đáng yêu. Một cô bé đáng yêu như cô thì ngay cả ma quỷ cũng sẽ không nỡ làm hại cô đâu. Tôi không có sợ ma. Nhưng mà tôi sợ phải ở giữa Sài Gòn này một mình. Là bởi vì trong lòng cô vẫn còn nghĩ rằng mình là Út Mây, là cô gái quê, thân cô thấy cô giữa Sài Gòn. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, từ bây giờ cô đã là nghệ sĩ của tôi. Cô đang sống trong sự bảo bọc và nâng đỡ của tôi. Ai làm hại cô, tức là làm hại tới thằng Quang Tuấn này. Cô không cần phải sợ gì hết. Ha? Nè, cô đừng có nói với tôi là sẽ cảm ơn tôi nữa nghe. Tôi chán nghe câu đó lắm rồi đó. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng để lấy đó làm lời cảm ơn ông, chứ không có nói suông nữa. Cô biết vậy là tốt rồi. Thôi, cô nghỉ ngơi đi. Nếu mà ban đêm cô có cần gì thì cứ gọi cho phục vụ đi. Sáng mai tôi sẽ đến đón cô. Ha? Dạ. Tôi đi à. Đâu rồi? Đây nè. Không phải cái này. Đâu rồi? Đâu có gì đâu. Anh hai. Cái gì? Đưa cho em coi. Cái gì vậy? Đâu có gì đâu. Coi đi. Anh hai. Anh giống cái gì vậy? Anh hai. Đưa cho em coi với. Anh hai. Đưa cho em coi đi. Bắt được anh đi cho coi. Em vợ anh hai luôn. Đây nè, mệt quá. Giận xíu à. Đâu? Cho em coi đi. Nói. Nói. Không phải nói. Trời ơi. Nói nó kia anh hai đứa gì vậy? Trời ơi. Đưa em đi. Trời thôi mà. Đứa con với nội. Tự nhiên có mày. Thôi này. Có gì đâu kìa. Đâu rồi? Đâu rồi? Em nhớ anh hai, em nhớ nội quá. Hà hậm hực vậy? Bộ con giận nội sao? Dạ không. Nội biết trong bụng con đang nghĩ gì. Con giận nội tại vì nội để cho con Út Mây nó đi phải không? Nếu con là nội, con sẽ không cho Út Mây đi đâu. Sao ạ? Nội không thương Út Mây hả nội? Chính vì nội thương Út Mây cho nên nội mới để cho nó ra đi. Nhà cửa thiếu vắng nó nội rất buồn. Nội biết con cũng buồn. Nhưng gần 20 năm nay nội đã bắt nó chịu khổ cùng với gia đình. Bây giờ là lúc để cho nó tự do sống cái cuộc đời của nó. Nhưng Hoàng Tuấn là người không đàng hoàng. Nếu nội giao Út Mây trộm á, chẳng khác nào là làm hại Út Mây. Tại sao con nói mà không ai chịu nghe con hết á? Nhưng mà cậu Tuấn làm cái gì mà con nói là cậu Tuấn không đàng hoàng? Con đã từng tiếp xúc với ổng rồi. Con thấy cái cách ổng đối xử với vợ con á, là con biết ổng là người không tốt rồi. Hơn nữa, có lời chính miệng ổng nói với con á, là ổng sẽ chiếm đoạt Út Mây. Nhà hảo tâm chỉ là bề nổi của ổng mà thôi. Ổng sẽ làm khổ Út Mây đó. Sao mà con lại ăn nói như vậy về cái người ơn của mình vậy hai Bình? Con dù gì cũng mới tiếp xúc người ta sơ sơ thôi hà. Chưa gì con đã đánh giá người ta nặng nề dữ vậy? Nè, nội thấy cậu Tuấn là người đỉnh đạt, lại có bụng dạ tử tế đàng hoàng. Con đừng có tập cái tánh xấu, hễ mà cứ ác cảm với người khác, khi mà mình chưa hề tìm hiểu rõ con người ta như thế nào. Nội, con có nói bậy đâu. Thôi được rồi, nếu nào không tin con thì thôi. Cái gì vậy? Động chút là dùng dằn hả? Má ơi, con không biết phải làm sao để Út Mây chịu quay về nữa. Xin má giúp con đi. Con không muốn xa Út Mây. Con không muốn mất Út Mây đâu má ơi. Ly, con đi đâu vậy? Mà qua đây làm chi vậy? Má đi chợ, má mua mớ cá với rau đem qua đây cho con nấu cơm nè. Bà tào lao quá, mà làm như tôi ở nhà chết đói vậy mà đồ ăn qua. Về đi. Ấy Ly. Cái con nhỏ này nó đi đâu mà mặt mày nó hầm hầm gì kìa. Cậu, lẹ lẹ, chở gì đi theo nó đi. Lẹ đi cậu. Lẹ lẹ, chạy đi cậu. Thì ra đây là nhà của bả. Mà con Ái Ly có quan hệ gì với bả vậy cả? Cô tới đây làm gì? Chị Lam, em tới em tìm anh Tuấn. Cô muốn gì? Em có thai với ảnh rồi. Cô... Chị ơi, bây giờ anh đuổi em ra khỏi nhà. Chị cứu mẹ con em với, chứ bây giờ em không còn cách nào hết. Không lẽ em đi phá đứa con này? Em không muốn giết con em. Em không muốn giết con em. Chị cứu em với chị Lam. Cô đứng lên đi. Cô... Chị cứu mẹ con em với. Con có gì từ từ nói. Đi qua đây. Tóm lại là cô muốn sao? Chị ơi, Em cần một chút tiền để nuôi con, rồi em sẽ bỏ đi thật xa. Em cũng dám làm phiền gia đình chị nữa. Chị cứu mẹ con em với. Ái Ly, cô không phải là một đứa con nít. cô gây ra thì cô phải tự chịu trách nhiệm hậu quả của mình. Tôi không giúp gì được cô đâu. Chị ơi, không lẽ chị đẩy mẹ con em vào chỗ chết sao chị? Nè, cô đừng có ở đó mà nói nhăn nói cùi để lôi tôi vô cuộc. Tôi không liên quan đến hậu quả của cô hết. Còn cái thai, cô muốn phá hay muốn giữ thì đó là chuyện của cô. Nhưng tôi nói trước, cô làm gì thì cũng phải nghĩ đến sau này. Tôi không muốn cô đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Chị đã nói gì vậy? Dù mẹ cô tôi vô đường cùng tôi đừng có trách. Ellie! Ellie! Trời ơi! Con làm cái gì vậy? Ellie! Con làm cái gì vậy? Hả? Con ơi! Con có sao vậy? Buông ra! Con ơi! Bà dám xô tôi hả? Sao bà ác quá vậy? Cô nói cái gì vậy? Chứ không phải là chính cô tự đập đầu vô tường sao? Chính bà là người xô tôi, bây giờ bà bồi thường với tôi đi. Ellie! Bồi thường với tôi đi! Thôi mà con! Bà xô tôi chảy máu rồi nè! Tôi đang có thai nữa! Sao bà ác quá vậy? Cô đừng có ăn nói hàm hồ như vậy! Nếu cô bị thương, tôi sẵn sàng đưa cô đến bệnh viện. Đó là tôi đã quá rộng lượng với cô rồi. Còn bồi thường hả? Cô đừng có mơ. Bà đừng có nói lại tôi nha. Bà cứ bồi thường cho tôi sẽ kiện bà ra tòa vì cái tội cố ý gây thương tích cho người khác. Bồi thường đi. Bớ người ta. Bớ người ta. Bồi thường đi. Sao mà con hồ đồ quá vậy? Chính bà thấy con tự đập đầu vô tường, bây giờ con lại đổ lỗi cho người ta làm sao chứ? Má cô đã đứng ra làm chứng rồi đó. Cô có giỏi thì đi kiện đi. Coi chừng tôi thưa ngược lại cô vì cái tội vu khống đó. Bà làm cái gì vậy hả? Thôi, chị Tám đừng buồn nữa. Tôi cũng không ngờ Ái Ly là con gái của chị. Chắc chị đang cười tôi không biết dạy con phải không? Chị làm mà tôi thấy xấu hổ với chị lắm. Thì ra bấy lâu nay con gái tôi nó đã xen vô phá hoại gia can của chị. Tôi xin lỗi chị. Chị đừng có nói vậy. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tôi không có trách gì chị Tám đâu. Chị tiếc cho Ái Ly. Cổ có sắc dốc tài năng. Nếu như biết sống tốt hơn á thì không có tới nước này. Con cái đúng là món nợ mà. Bây giờ chị tính sao? Tôi biết Ái Ly đang rất hận ông Tuấn. Nếu cứ để Ái Ly sống trong dằn vặt hận thù như vậy thì sẽ không tốt cho cổ, mà cũng nguy hiểm cho những người trong cuộc nữa. Hơn nữa, cổ đang bầu bì như vậy. Đợi nó khỏe lại, tôi sẽ năn nỉ nó về Gò Tháp để lo cho mẹ con nó. Mà tôi cũng không biết nó có chịu nghe lời tôi không nữa. Thiệt ra thì tôi cũng có lỗi với nó, cho nên bây giờ nó cũng không coi tôi ra gì nữa. Làm cha làm mẹ cũng là con người, cũng có khi làm lỗi. Như tôi cũng có nhiều cái sai mà không biết bao giờ mới được tha thứ. Chuyện của chị là sao vậy? Mà thôi, thì cũng ba cái chuyện con cái thôi mà chị. Mà chị Tám nè, hổm rày chị ở đâu vậy? Rồi ông anh đó có còn ở chung với chị không? Còn chứ. Mấy bữa nay tôi cũng tính tìm chị, nhưng mà không biết chị đang ở đâu. Nhưng mà chị tính tìm ông vô danh có chuyện gì không? Tôi muốn hỏi thăm một người tên là Minh Tường, có vợ tên là Thùy Dung. 19 năm trước, hai vợ chồng neo ghe ở mé sông gần chỗ nhà máy xây lúa. Chị nhớ lại coi, có biết ai tên là Minh Tường không? Bà tìm Minh Tường sao? Như vậy rất có thể bà là Thùy Dung. Chị Lam à, chị quen biết ra làm sao với vợ chồng Minh Tường Thùy Dung vậy? Tôi cũng chỉ là người quen bình thường thôi. Người quen bình thường thôi hả? Nhưng mà sao tôi nghe nói chị còn cất công về Gò Tháp để đi tìm nữa? Coi bộ ông Minh Tường này không phải bình thường với chị đâu phải không? Chị Tám, thiệt tình là tôi cũng không muốn nói ra chuyện này. Chị tôi hổ thẹn lắm. Nhưng mà tôi nghĩ chị Tám là người chân chất thiệt thà. Thôi thì tôi cũng tâm sự thiệt cho chị Tám nghe, để lòng tôi cũng nhẹ nhõm bớt. Thật ra tôi chính là Thùy Dung, là vợ của Minh Tường. Năm đó tôi đã bỏ rơi ảnh và con để theo người khác, là cái người mà tôi chung sống tới bây giờ. Sau này trở về tìm lại, không gặp hai cha con họ đâu nữa. Những dấu tích để lại khiến tôi nghĩ là ảnh đã chết rồi. Nhưng mà tôi không có tin. Vì vậy mà tôi vẫn cố gắng đi tìm, nhưng càng kiếm tiền thì càng bế tắc. Nói vậy đứa con của ổng với chị cũng bị mất tích luôn hả? Tôi mong một lần được gặp lại con gái của mình, nhưng có lẽ ông trời muốn chia cắt mẹ con tôi để trả báo tôi mà. Hóa ra đứa con gái mà ông Minh Tường mong gặp lại bao năm nay cũng đã mất tích, chứ không phải đang sống cùng má nó. Ông ơi, như vậy thì làm sao tôi dám để cho ông gặp lại bả đây? Chị Tám, bây giờ chị đã biết chuyện của tôi rồi đó. Nếu chị và ảnh có biết Minh Tường ở đâu thì báo cho tôi biết giùm nha chị. Tôi mang ơn chị nhiều lắm. Thú thiệt với chị, tôi cũng không có biết Minh Tường là ai nữa. Nhưng mà cái tên Minh Tường này nghe cũng xa lạ lắm. Tôi nghĩ chắc ông vô danh ông cũng không biết đâu. Wow, đẹp. Đẹp quá. Quá đẹp. Y như là một viên ngọc. Đúng là một viên ngọc rồi. Ông nói quá. Đẹp quá. Đây nè. Nè coi đi, tôi có nói sai đâu. Đó. Đẹp quá. Đúng là đẹp lắm đó chị. Giống như là may sẵn cho chị vậy đó. Đây là Rosie Minh Châu. Dạ. Một Việt kiều Pháp, cổ xa Việt Nam hơn 10 năm rồi. Bây giờ trở về nước thì phải làm quen lại với mọi thứ. Cô còn bộ nào đẹp hơn nữa không? Dạ, ở bên đây còn nhiều lắm nè anh. Cơ hội gặp lại mình và con nữa sao? Cũng tại tôi, hạnh phúc trong tay mà tôi không biết giữ. Con gái của mẹ giỏi nha. Nín đi nè. Giỏi, mẹ thương. Ba thương nữa nè. Nha. Ôi mà nín đi. Nín, con nín, ngoan nín. Mẹ con ngoan. Nín là con nín nha. Mẹ thương. Mẹ thương con. Anh có quà để tặng cho con nhân ngày thôi nôi nè. Con gái cũng có quà nữa hả? Ôi, Thùy Minh của mẹ sướng quá nha. Anh nhờ thợ bạc làm vòng này để tặng con. Ở trên đó có khắc tên cả nhà mình. Anh muốn con gái mình đeo cái vòng này để biết cha mẹ nó luôn yêu thương và bên cạnh nó. Con gái nè, cái vòng có khắc tên mẹ Thùy Dung nè, tên của con nè Thùy Minh, rồi tên của ba nữa nè Minh Tường. Ba mẹ cho con đó. Cầm đi con. Ba cho con nè, con cầm đi. Giỏi. Con cầm đi. Đó. Con gái của ba giỏi, giỏi quá. Ông à, sao mà ông khổ dữ vậy nè. Có đứa con gái là tia hy vọng cuối cùng, mà cũng không biết trôi dạt phương trời nào nữa. Bà đó hả? Tôi mới về nè. Bộ bà khóc hả? Sao tôi nghe cái giọng bà nghẹn vậy? Khóc lóc gì đâu. Ông để tôi làm cho. Ông đi qua bên này ông ngồi đi. Đi qua đây đi. Ngồi xuống đi. Tội nghiệp ông già. Ông mà biết chuyện chắc đau lòng lắm. Mình phải làm gì đây? Chẳng lẽ mình giấu biệt luôn tung tích của bà Thùy Dung, để ông không bao giờ biết được cái chuyện con gái ông đã biệt tích gần 20 năm trời. Ủa, bà làm gì mà lâu quá vậy? Bà đang nghĩ gì vậy? Đây nè, ông uống nước đi. Bà đang nghĩ gì đúng không? Có chuyện gì thì cứ nói cho tôi nghe, đừng có để trong bụng mà nghe. Đâu có sao đâu. Móng tay ông dài quá, để tôi cắt móng tay cho ông nghe. Đưa đây. Ông à, tôi thiệt tình không biết phải làm gì ngoài chuyện chăm sóc cho ông nhiều hơn để bù đắp cho ông. Ông mất mát nhiều quá rồi. Tôi thấy thương cho ông lắm. Bà nè, hồi bữa bà nói đem cây đờn đi gửi sữa hả? Chừng nào xong vậy bà? Chắc nay mai là xong rồi. Ông yên tâm đi, chừng nào có tôi đem về liền cho. Vắng nó lâu quá tôi cũng thấy nhớ. Giống như là nhớ bạn già vậy. Mà lần này tôi dứt khoát phải nhờ cây đờn để tìm cho ra con gái của tôi. Mặc dù bà Lam không phải là Thùy Dung, nhưng tôi vẫn phải thử tìm kiếm ở Sài Gòn coi sao. Biết đâu má con của bà cũng đang ở đây phải không bà? Chắc vậy. Bà có biết hồi hôm tôi nằm mơ thấy gì không? Tôi thấy con gái tôi mà trong mơ nhìn không rõ mặt, nhưng mà tôi biết là nó giống y như mẹ nó vậy đó. Còn đôi mắt nó giống hệt tôi. Nó nói nó nhớ tôi. Rồi tôi biểu nó thu xếp về quê để sống với tôi. Nó cũng nghe lời. Nhưng mà tự nhiên lúc tôi xuống đò thì không thấy nó đâu hết. Tôi sợ quá, rồi giật mình tôi tỉnh dậy. Mà bà nè, như vậy là có sao không bà? Sao là sao? Mơ thôi mà ông. Mơ thôi mà. Bởi vì thường thì mấy cái chuyện trong mơ nó ngược hẳn với ngoài đời mà. Nhưng thế nào tôi cũng gặp được con gái của tôi thôi. Rồi tôi dẫn nó về quê sống với tôi luôn. Lúc đó chắc vui lắm bà ha. Thôi. Bà khóc đó hả? Đâu có. Để tôi cắt móng tay tiếp cho ông nghe. Anh hai. Anh hai nếm thử coi em nêm có dừa ăn không? Người ta chỉ nếm nước thôi, em cho anh hai nếm nguyên một cục thịt luôn á. Ngon không? Hai Bình. Nè, con lậm lẹ đi rồi qua bên dì Thời sửa lại mái tôn cho nó nhắc đó. Nè. Dạ, con nhớ mà. Bà nội, con xin lỗi vì hồi tối con quạo quọ với nội nha. Trời ơi, được rồi. Nội không có giận bay đâu. Nội biết Tại bay thương em nên mới vậy mà. Dạ. Nhưng mà đáng lẽ người ra đi phải là con mới đúng. Sao con nói như vậy? Con tính đi đâu? Bà nội không nhớ. Hồi đó nội từng nói với con sau này con sẽ đi tìm lại má ruột của Út May sao? Thì nội nhớ hồi đó má Út May tới nhà tìm Út May nhưng mà nội giấu. Thì bây giờ con muốn tìm lại bả, coi như là một cách chuộc lỗi với Út May. Hai Bình à, có điều này nội cũng nhận ra, nhưng mà lâu nay nội không dám hỏi. Có phải con cũng thương Út May không? Đúng không? Bay lớn rồi, không phải còn con nít nữa. Bay muốn thương ai á thì làm sao nội cản được. Nhưng mà lỗi là lỗi ở nội thôi. Dạ, nội đâu có lỗi gì đâu. Gần 20 năm qua nội cũng thương yêu em con mà. Nhưng mà nội đã bắt Út May nó chịu khổ nhiều rồi. Phải chi hồi đó nội trả nó cho má nó thì có khi bây giờ nó đâu có khổ như vậy. Tại sao mà hồi đó nội lại đành đoạn như vậy không biết nữa. Nội à, nội đừng có ái nái nữa, nội đừng có dằn vặt nữa nội. À mà nội nè, cái vụ mà đi tìm lại má ruột cho em con á, nội tính sao? Bay thiệt tình muốn như vậy hả? Chứ nếu không á, mình sẽ phải nói gạt em cả đời đó nội. Thà là mình tìm ra má ruột cho em, lúc đó mình thú nhận mọi chuyện. Con nghĩ là lúc đó em sẽ đỡ hụt hẫng hơn. Với lại chỉ cần mình thú nhận hết mọi chuyện thì con có thể nói thật lòng con cho Út May biết. Nội ơi, con thương em mà con phải giấu bao nhiêu năm nay. Con sắp chịu hết nổi rồi nội. Nhưng mà mò kim đáy bể, biết má con Út May ở đâu mà con tìm. Con nghĩ nếu như quyết tâm thì có chuyện gì mà không làm được hả nội? Nhưng mà thôi đi con, nội thấy con phải đi tìm kiếm như vậy cực khổ lắm. Con Út May hồi nào tới giờ nó cứ nghĩ đây là gia đình của nó. Nó cứ nghĩ con là anh ruột của nó. Bây giờ đùng một cái mình lật lại hết mọi chuyện, tội nghiệp cho nó lắm con. Con biết. Nhưng mà có khi nào nó nghĩ là ở một nơi nào đó má của Út May cũng đang mong ngóng muốn gặp lại con gái của mình hay là không? Uống miếng nước đi con. Dạ cảm ơn dì. Ta nói nhà mà không có đàn ông á, ta nói nó cực đủ điều hà. Có cái mái bị dột hà, mà bữa giờ không có ai dòm ngó giùm hết á. Mai mà có con đó Hai Bình. Dì hả? Làm xong cái này á, dì có cần con làm cái nào nữa không? Thôi con làm xong cái mái rồi, bây giờ con làm cho dì Thời cái này nữa là xong rồi đó. Dạ. Bà Thời ơi, bà Thời ơi, bà cho 2 ly trà đá đường coi. Rồi. Nè. Ủa hôm qua tôi nghe bà nói là hôm nay bà nghỉ bán là để sửa quán gì đó mà. Thì sửa xong rồi nè. Cũng nhờ thằng Hai Bình nó qua nó sửa đó. À, nhắc thằng Hai Bình tôi mới nhớ nha. Ê, bộ bà Năm á, bà gả con Út May cho ông đại gia nào đó ở Sài Gòn phải không? Mà sao tôi không thấy cưới hỏi gì hết trơn vậy? Ủa bộ nó theo không hả? Bậy bạ không à. Cưới hỏi gì mà cưới hỏi. Cái ông đó đó là nhà hảo tâm nổi tiếng ở trên Sài Gòn. Bữa trước ổng về đây ổng cho bà Năm tiền trả nợ đó. Rồi còn giới thiệu việc làm cho con Út May nữa. Bây giờ con Út May ở trên Sài Gòn nó làm việc đó. Mấy bà nói bậy nó bạ không hả? Phải nó lên Sài Gòn làm việc. Hay là nó làm vợ bé người ta đó cha. Trời, cái bà này. Tôi cũng nghi lắm á. Như bây giờ hả, ba cái chuyện hả, giả đi làm á hả, lên trển á hả, rồi làm bé người ta, rồi giật chồng người ta, sao mà biết được. Trời, nghi tầm bậy tầm bạ không à. Phải rồi, cốt may nó mơn mởn như vậy á, dễ giàu thì thằng cha đại gia đó tha. Số nó tốt đó, thì nó lấy đại gia, mai mốt đó, nó sống sung sướng xa qua. Có đứa cháu ngoại không biết gọi ai bằng cha nữa ha. Trời, thôi đi mấy bà nội, thánh thần thiên địa ơi. Bà đó nha, nó xấu nó quấy người ta, mà còn á hả, có dần điệu dữ ha. Tôi nói rảnh quá ha, sao về nhà lo chuyện bếp nút đi. Thôi kệ mấy bả đi, thôi hai Bình vô làm tiếp cho dì đi con. Đi con, con đang bực quá, để mai con làm. Ờ, thôi vậy cũng được, thôi về đi con. Đó, vừa lòng mấy bà chưa? Cũng tại cái hồng mấy bà hết đó. Bớt lại giùm tôi một cái đi. Chuyện nhà người ta mà bà đặt 3 điều 4 chuyện chi vậy? Thì có tụi tôi mới nói chứ. Có cái gì? Đó bây giờ nó về rồi ai làm cho tôi? Rảnh ghê vậy. Phải rồi, cốt may nó mơn mởn như vậy á, dễ giàu thằng cha đại gia đó tha. Mày thích con gái của mày rồi đó. Những ánh đèn đó giống như những ngôi sao đang bay dưới chân tôi vậy. Có ngôi sao màu xanh, có ngôi sao màu vàng nữa. Nhìn hay quá à. Cô đã từng nhìn thấy sao bay rồi hay sao? Ngôi sao thì tôi thấy nhiều lắm, nhưng còn sao bay thì tôi chưa gặp à nha. Ở dưới quê tôi, mỗi tối nếu mà ông ra cánh đồng, ông sẽ thấy rất là nhiều ngôi sao ở trên trời luôn. Chắc nói ra thì ông sẽ cười tôi, nhưng có lúc tôi từng nghĩ linh hồn của mẹ tôi cũng là một trong những ngôi sao ở trên đó. Giữ cho mình một niềm tin thiêng liêng cũng là một điều tốt đẹp mà. Còn ông có niềm tin nào không? Từ trước tới nay tôi luôn tin vào chính mình. Người ta thường nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng tôi thấy suy nghĩ đó chỉ khiến cho con người trở nên nhu nhược và an phận thôi. Vậy coi ra ông đúng là một người kiêu hãnh thiệt. Sự kiêu hãnh rất cần thiết để vươn tới thành công. Đó là lý do tại sao trước giờ tôi luôn có được những điều mà mình muốn. Tôi làm được là do tôi, không phải là do ông trời. Và tôi cũng muốn cô giống tôi, luôn kiêu hãnh, tự tin, không sợ hãi. Nhưng ít ra chuyện lần này tôi đi theo ông cũng là do ông trời sắp đặt mà. Nếu không thì ông đã không tình cờ có mặt ở Gò Tháp. Đi theo ông tôi biết được rất là nhiều điều hay. Lúc ở Gò Tháp có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ sẽ có lúc mình lại được như bây giờ, và được ngắm cảnh đẹp như vậy. Bây giờ mọi thứ không còn là mơ nữa. Cô đã bắt đầu chạm tay vào hiện thực tốt đẹp. Mai này người ta sẽ tung hô cô, và cô sẽ thật sự ở trên cao trong làng giải trí. Giống như lúc nãy vậy, lúc cô đang đứng ở đỉnh cao và mọi thứ đều nằm dưới chân mình. Nhưng mà ông có cảm thấy là mọi thứ đến với tôi quá đột ngột hay không? Tôi cảm thấy rất sợ hãi nếu như tôi ở trên cao chỉ có một mình. Tôi đã nói rồi, phải kiêu hãnh thì mới thành công. Hơn nữa, tôi đâu có nói là sẽ để cô ở trên cao một mình. Tôi sẽ ở bên cạnh để giữ thăng bằng cho cô. Tôi... là người nghệ sĩ chuyên nghiệp á, dứt khoát không được nói suông, không được lặp đi lặp lại một điều nhàm chán. Cô hiểu ý tôi không? Càng tiếp xúc với ông, tôi càng thấy ông rất gần gũi và thân thiện. Vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ là ông rất nghiêm khắc và đáng sợ. Tôi nói thiệt đó. Trước đây hả, tôi còn nghĩ nhìn ông đỉnh đạt như vậy, chắc là ông không thích hợp để làm nghệ thuật đâu. Vậy sao? Vậy mà từ trước tới giờ chưa ai nói cho tôi biết điều này. Tôi nghĩ sao thì nói vậy thôi. Nếu không phải thì ông bỏ qua cho. Không sao. Tôi thích sự chân thật. Cuộc sống này có quá nhiều điều mệt mỏi lắm rồi. Tôi làm nghệ thuật, làm giải trí là để tạo ra nhiều thú tiêu khiển, giúp cho người ta vui vẻ hơn thôi. Tôi nghĩ dùng niềm vui để khỏa lấp nỗi buồn vẫn tốt hơn là tiêu diệt nỗi buồn bằng kỹ thuật của lý trí. Nếu cứ lạm dụng lý trí thì dần dà trái tim con người sẽ trở nên chai sạn thôi. Nghe ông nói, tôi cũng cảm thấy những việc mình sắp làm với ông rất có ý nghĩa. Thiệt, tôi cũng không muốn nhìn thấy nỗi buồn. Tôi muốn ai cũng vui vẻ hạnh phúc hết. Cô có biết tại sao tôi đặt cho cô cái tên Minh Châu không? Sao? Vì tôi cảm thấy cô chính là một viên ngọc quý. Tôi muốn cô thật sự chói sáng và đem lại nhiều điều thú vị cho công chúng. Có người từng nói tôi chỉ là một con vịt suốt ngày ở trong ao. Giờ ông lại nói tôi là một viên ngọc. Tôi không biết tin ai bây giờ nữa. Có khi nào tôi từ con vịt mà biến thành con ngỗng không? Cô chỉ cần tin tôi thôi, đừng tin ai hết. Tôi hứa với cô chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tất cả mọi người, từ già tới trẻ, từ sang tới hèn, ai cũng đều biết đến Rosie Minh Châu. Không hiểu sao, càng nghe ông nói về những thứ danh vọng quyền lợi, tôi lại càng cảm thấy nhớ quê, nhớ nội và anh hai tôi nữa. Nếu như vậy thì cô càng phải mau chóng nổi tiếng đi, để có tiền lo cho người thân của cô chứ. Mà nếu muốn có được điều đó thì phải biết quên hiện tại đi. Đời Hoàng Tuấn, ông Huê, tao sẽ không dễ dàng gì để cho tụi bay lấy hết đi tất cả những gì mà tao có đâu. Ái Ly, đừng con. Trời ơi, con đừng có uống nữa mà. Bà làm gì vậy? Con đang có thai mà sao hút thuốc với uống rượu nhiều quá vậy? Con không biết nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ đến đứa cháu của má chứ. Bộ bà ham đứa cháu này lắm hả? Má biết chuyện này cũng không có gì tốt đẹp, nhưng mà con nít nó vô tội. Con đừng có hành xác mình như vậy, tội nghiệp đứa nhỏ lắm. Bộ má tưởng là tôi có thai với nó thiệt sao? Ừ, cô nói vậy là sao? Tôi đâu có ngu mà để dính bầu với nó. Sợ dĩ tôi đeo nó cho tới ngày hôm nay cũng bởi vì quyền lợi mà thôi. Mà cho dù tôi có lỡ dính bầu, bà nghĩ tôi sẽ giữ nó sao? Tôi không muốn đẻ ra đứa con mà khi lớn lên nó không biết kêu ai là cha giống như tôi. Vậy mà bây giờ mọi thứ coi như đã mất hết. Ái Ly ơi, mất hết rồi. Có phải vì tôi là đứa con hôm qua cho nên vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên thôi? Ái Ly, bà xin lỗi. Bà tạo ra tôi làm gì? Bà tạo ra tôi làm gì? Bà đi đi, đi. Con đi. Ơi, con ơi. Bà biết mà con ơi. Đi đi Ái Ly, bà đi đi. Đi ngay cho tôi. Trời đất ơi, phải em không vậy? Ừ. Sao em đẹp tới nỗi chị nhìn ổng ra vậy nè chị. Ừ? Chị nói thiệt hả? Ừ. Bây giờ nhìn em đâu ai nghĩ em là cái quê đâu ha. Mấy bữa nay ông Tuấn lo cho em nhiều thứ lắm. Hèn chi mà có người sung sướng quá nên im hơi lặng tiếng với tôi luôn. Không có đâu mà, em nhớ chị lắm cho nên bữa nay em mới qua thăm chị nè. À, chị, dì Tám với thầy có nhà không? Ừ, hai người đi hút thuốc rồi, chắc tới chiều mới về á. Mấy bữa nay dì Tám cũng buồn chị Ái Ly lắm á. Em cũng đoán là như vậy. Em sẽ tranh thủ qua thăm dì Tám với thầy sao? Ừ. Bữa giờ thiệt tình em nhớ mọi người lắm. Mà nè, đi với ông Tuấn em thấy có vui không? À, vui thì vui, nhưng mà em cũng cảm thấy lo quá. Sao vậy? À, ông Tuấn nói là từ giờ trở đi em không còn là Út May nữa. Em là Rosie Minh Châu, là con gái của doanh nhân Việt Kiều Pháp gì đó. Ông nói là muốn em có thân phận khác để phù hợp với hình tượng mà ông xây dựng. Nếu mà như vậy thì cũng có lý. Em lo gì? Em chỉ thấy không thoải mái vì phải nói dối người khác dài dài về bản thân mình. Hơn nữa, nếu bà nội và anh hai em biết được, thế nào hai người cũng buồn cho coi. Chị nghĩ nếu ông Tuấn đã quyết định như vậy thì ổng sẽ có cách giải quyết mà. Ổng cũng nói với em là sẽ thuyết phục nội, nhưng dù gì em cũng cảm thấy lo. Thôi, em bớt lo nghĩ lại đi. Chị tin ông Tuấn sẽ không để cho em gặp phiền phức đâu. Em Bây giờ là sung sướng lắm rồi. Đâu có như chị đâu. Chị Tràm, mấy bữa nay chị sống sao? Thì cũng vậy. À, em lên đây rồi Hai Bình có đi theo không? Không, anh hai em giận em rồi. Sao mà giận? Em không hiểu tại sao anh hai em lại không ưa ông Tuấn nữa. Lúc em đòi lên đây, anh chống đối dữ lắm. Cuối cùng thì giận em luôn. Chị cũng thấy ông Tuấn đâu có gì đáng ghét đâu. Mà sao Hai Bình cứ có thành kiến với ổng hoài hả? Đúng là con người của ảnh cũng khó hiểu thiệt á. Thiệt giờ em cũng không biết làm sao để anh hai không giận em nữa. Đơn giản thôi. Em phải thật sự thành công để chứng minh cho ảnh thấy là ảnh giận em vô lý. Đợi tới khi em thành công thì biết tới chừng nào. Thôi, đừng có lo nghĩ nữa. Chị nghĩ là Hai Bình không có giận lâu đâu. Coi bộ chị cũng hiểu anh hai em dữ ha. Thì có gì đâu. Chị nói theo tâm lý của đàn ông con trai thôi mà. Thiệt không đó? Chị, em hỏi thiệt nha. Thôi, khỏi rào đón nữa. Tôi biết cô sắp hỏi gì rồi. Em muốn hỏi chị là có thích Hai Bình không, đúng không? Chị, có cần phải nói quịch tẹt ra vậy không? Có gì đâu, chị lớn rồi. Ba cái chuyện này đối với chị bình thường mà. Vậy chị trả lời đi. Thì một chút thôi. Một chút là nhiêu? Thì là có chút xíu cảm tình. Mà thôi đi. Dù sao chắc anh hai em cũng có đối tượng rồi. Ảnh đâu có để ý chị đâu. Từ đó tới giờ á, em thấy anh hai của em không có ai hết trơn á nha. Ảnh chỉ toàn là lo cho em không à. Chị Trâm, nếu như anh hai của em thích chuyện thì sao? Làm gì có chuyện đó. Ảnh đối với chị hả, cọc cằn lắm. Mà thôi đi, nói chuyện khác đi. Bộ sáng nay em không có việc với ông Tuấn sao mà qua đây vậy? Đâu có, một chút xíu nữa ông Tuấn đưa em đi học luyện thanh. Em tranh thủ ghé qua đây một chút để thăm chị. Mấy bữa nay em toàn phải tới mấy chỗ sang trọng. Ông Tuấn cứ dặn em là phải cẩn thận. Em thấy không thoải mái chút nào hết. Em chỉ muốn làm những gì mình thích bên cạnh những người thân của mình thôi. Cái gì cũng có cái giá của nó mà. Nội cũng mới đi làm gì? Con Út Mây nó có nhắn nhủ gì không con? Không nội. Vậy là nó đi cũng cả tuần rồi. Không biết tình hình trên nó làm sao nữa. Nó hứa là mỗi tuần nó sẽ về. Mà tuần rồi không thấy nó về. Rồi bây giờ cũng không có nhắn nhe tin tức gì hết. Nội cứ thấy lo lo làm sao á con. Ủa, con đi đâu nữa? Con tính qua lập nhà cho chú Sáu. Ông kêu từ bữa giờ rồi. Ôi trời ơi, mới về để lo cơm nước, nghỉ ngơi chút đi rồi đi. Đợi chiều mát hay là sáng mai gì đi cũng được con. Con có chuyện gì mà nội thấy con bực bội vậy? Nội ra chợ mà nghe đi. Mấy bả đồng ùm lên rồi kìa. Nói nội là gã bán mê cho đại gia. Trời ơi, ai ăn nói gì kỳ vậy? Trời đất ơi, khi không rồi nói tôi gã bán cho đại gia. Ông lại kia ngồi một chút đi ông. Sao tự nhiên đang đi bà kéo tôi ngồi xuống vậy? Ông đợi một chút đi, để tôi kiểm coi đủ thuốc không. Mình đi thôi. Dạ, cảm ơn ông. tốt nhất là không nên để nó biết Minh Tường còn sống. Mình chỉ sợ khi biết được nó lại tìm cách hãm hại Minh Tường để bịt miệng. Còn con Út May nữa, tại sao con nhỏ lại vui vẻ bên cạnh nó? Sáu Khanh, mày còn đeo mặt nạ giả nhân giả nghĩa tới chừng nào nữa hả? Cô vô đi. Dạ. Cô ngồi đi. Hồi nãy thầy giáo nói gì về tôi vậy? Thầy giáo khen cô rất có tố chất. Giọng hát của cô về cơ bản đã rất là hay. Chỉ cần gọt giũa và chú ý thêm về mặt kỹ thuật để dung hòa giữa cảm xúc và kỹ thuật thì sẽ trở nên hoàn hảo thôi. Từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ hát là chuyện đơn giản, không ngờ có nhiều thứ mình cần phải học tới vậy. Đó là sự khác nhau giữa chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Thật ra tất cả những chuyện cô làm trước giờ đều là do bản năng thôi. Nhưng tôi sẽ hướng cô đến một hình tượng nghệ sĩ chuyên nghiệp với sở trường rất là phong phú. Ông Tuấn, thật ra tôi thích hát cổ nhạc hơn. Cô đừng bó hẹp mình như vậy. Chất giọng của cô có thể hát tốt rất là nhiều thể loại. Cái gì vậy? Cái gì vậy ông? Hả? Sao vậy nè? Ông có sao không? Tôi nè. Nè, sao gì nè? Có sao không? Tôi không sao. Nằm mơ, thấy mấy chuyện xưa thôi mà. Ông thấy chuyện gì mà la dữ vậy? Tôi thấy lại cái đêm mà bà cứu tôi đó. Thiệt tình à, 10 mấy năm rồi mà cũng chưa chịu buông tha. Ông đừng có suy nghĩ gì nữa hết á. Nằm xuống ngủ tiếp đi. Tôi ngồi ở đây với ông nè. Nằm xuống đi. Ngủ nghe. Đúng là quan gia mà. Thì ra Sáu Khanh, thằng hung thủ ngày xưa hãm hại ông cũng chính là Quang Tuấn. Nó gieo đau khổ cho ông, bây giờ lại tiếp tục làm khổ con gái của tôi nữa. Tiếc là chuyện của ông đã qua lâu rồi, lại không có nhân chứng, không có vật chứng. Bây giờ người ta lại có tiền, có thế lực, làm sao tố cáo đây? Chưa kể nếu tôi nói ra chuyện này, ông sẽ đau đớn lắm khi biết đứa con gái của hai người đã mất. Minh Tường, tôi đành phải giấu ông mọi chuyện thôi. Sao rồi? Cô tính chừng nào ra khỏi nhà tôi đây? Anh định đuổi tôi đi hả? Nội, ăn miếng cháo đi nội. Cảm ơn con. Dạ, có chuyện nóng đó nội. Bữa nay nội thấy trong người sao rồi? Nội đâu có bệnh hoạn gì đâu. Tại trong lòng không yên cho nên nó mới làm mệt vậy thôi. Cũng tại mình. Cái nỗi này nỗi nọ khiến cho nội phải lo lắng. Mình phải trấn an nội mới được. Thôi, nội đừng có lo nghĩ gì hết á. Mấy bà ngoài chợ chỉ biết ngồi lê đôi mắt là giỏi thôi à. Nội cứ kệ mấy bà đi. Mình hiểu mình là được rồi, nội ha. Nhưng mà dù gì nội cũng thấy buồn lắm. Miệng đời đúng là hiểm ác mà. Người ta cứ nói ra nói vô vậy, thì cái người chịu thiệt thòi đó là con út Mây chứ ai. Nó còn tương lai, mai mốt nó còn đi lấy chồng nữa. Thì họ nói riết rồi họ cũng chán à. Họ cũng cảnh cáo mấy bả rồi là không được nói bậy bạ nữa. Nè, con làm gì thì làm, nhưng mà đừng có để mít lòng lối xóm nghe con. Dạ, con biết mà. Mà sao bữa nay cũng chưa thấy con út nó về nữa? Em con bận rộn với công việc mới cho nên là chưa về thăm nhà được. Bữa trước á, út Mây có gọi về, nói là phải lo nhiều việc. Nội không nhớ hả? Thì nội biết, nhưng mà nội thấy nhớ nó quá à. Nội thấy lo lo trong bụng sao á. Nội ăn đi nội. Bà kiếm ai vậy? Kiếm con gái tôi chứ kiếm ai. Cổ không còn ở đây nữa. Tôi cũng không biết cổ đi đâu nữa. Nếu muốn kiếm thì tới chỗ khác mà kiếm đi ha. Ông... Sao? Con gái của bà làm giả giấy tờ nhà của tôi ha, muốn chiếm đoạt tài sản của tôi. Tôi chưa thưa cổ ra tòa là mai phước lắm rồi đó. Tôi không nghĩ là bà lại dạy cho cổ cái tính tham lam như vậy. Ông... Thôi, bà đừng lo nghĩ nhiều. Còn bé Hai chắc nó cũng đi đâu đó để tìm chỗ trọ thôi. Đúng đó dì Tám. Để ngày mai con thử đi một vòng để tìm chỉ. Thế nào cũng gặp hả? Đúng là quả báo mà. Ngay từ đầu dì đã khuyên răng nó là đừng làm chuyện bậy bạ như vậy. Bây giờ người ta trở mặt với nó, đuổi nó ra đi với hai bàn tay trắng. Giận nó thì giận, nhưng mà dù sao nó cũng là con gái của dì mà. Thấy nó bị người ta đối xử tệ bạc như vậy, dì cũng xót lòng xót dạ lắm. Thầy. Dì Tám. Út Mây ơi con. Út Mây ơi. Con gái Ly, nó bị người ta đuổi đi rồi con ơi. Bây giờ dì cũng không biết đi tìm nó ở đâu nữa. Con biết rồi. Con sẽ cố gắng đi tìm cho Ái Ly về cho dì Tám. Dì đừng có buồn nữa nghe dì. Rồi mọi chuyện sẽ không sao đâu. Dì nói cho con biết, ông Tuấn không phải là người tốt đâu. Ổng là con thú đội lốt người. Con đừng có qua lại với ổng nữa, sẽ không có gì tốt đẹp đâu. Dì Tám à, thật ra ông Tuấn không phải là hạng người tệ bạc đâu. Trong chuyện này công bằng mà nói, lỗi một phần cũng là do chị Ái Ly. Dì Tám, con biết con nói như vậy dì Tám sẽ giận con, nhưng con chỉ muốn dì Tám đừng có quá bức xúc mà hiểu lầm ông Tuấn hay gì. Thôi đi, tôi là người lớn, tôi biết chuyện đời nhiều hơn mấy cô mà. Dì Tám, nhưng mà chuyện là sao? Dì nói rõ cho tụi con biết được không? Phải đó bà. Bà biết những chuyện gì của ông Tuấn đó thì nói hết cho tụi nó biết đi, để tránh tin lầm người, rồi mai này mệt mỏi lắm. tôi cũng muốn vạch trần hết tội lỗi của con người đó lắm chứ. Nhưng nếu nói ra thì tôi cũng sẽ không che giấu được tung tích của bà Thùy Dung, rồi cũng sẽ không giấu được chuyện con gái của ông đã mất tích. Tôi không muốn ông đau khổ ông à. Dì Tám, dì đang nghĩ cái gì vậy? Có chuyện gì dì cứ nói hết với tụi con đi. Bộ dì có quen biết ông Tuấn hay gì? Dì chỉ có thể nói con người đó không đáng để tin tưởng. Không lẽ tụi con nhìn thấy nó đối xử với Ali nhẫn tâm như vậy mà tụi con vẫn còn dám nghĩ nó là người tốt sao? Thôi thôi, được rồi, dì Tám nghỉ ngơi đi. Con sẽ ráng tìm ra chỗ ở của chị Ái Ly. Dì Tám đừng có lo buồn nữa nha. Như vậy sẽ khó hết bệnh lắm. Con về nghỉ ngơi đi, đừng có lo nghĩ gì nữa hết nghe không. Ở đây giờ có thầy với anh Trầm lo cho bà được rồi. Dạ, ngày mai con sẽ ráng hỏi thăm chỗ ở của chị Ái Ly, rồi có gì con sẽ báo cho dì Tám biết. Chị Trầm, em nhờ chị để ý dì Tám giùm em nha. Ừ, chị biết rồi, không có sao đâu. Em về đi, khuya rồi, cẩn thận nha. Dạ. Thôi con cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều về những gì bà nói. Thầy nghĩ tại bà xót ruột cho Ái Ly nên bà nói vậy thôi. Dạ, con cũng nghĩ như thầy mà. Tâm trạng của dì Tám đang bị kích động. Bây giờ mình chỉ nên im lặng, rồi từ từ khuyên giải cho dì Tám hiểu. Ừ. Thôi con về nghe thầy. Về đi con. Em về nghe chị. Ừ. Sao hả? Mày thấy tao thê thảm như vậy mày hả dại lắm phải không? Chị hãy về nhà với em đi. Về nhà rồi mình nói chuyện nghe chị. Mày im đi, đừng có ở đó mà dở giọng mèo khóc chuột với tao. Mày bây giờ sung sướng lắm rồi. Mày đã chiếm đoạt hết tất cả mọi thứ của tao, còn đứng ở đây giả nhân giả nghĩa chứng tỏ mình cao thượng hả? Em không có đâu. Em thật sự không muốn chiếm đoạt gì của chị hết á. Mọi chuyện diễn ra em còn không kiểm soát được nữa mà. Chị đừng hiểu lầm em. Nhìn thấy chị như vậy em thấy đau lòng lắm. Mày hay lắm, mày đạo đức giả lắm. Bây giờ mày trả lời tao đi. Tại sao mày chiếm đoạt hết mọi thứ của tao? Em... Tại sao mày chiếm đoạt hết mọi thứ của tao? Hả? Trả lời! Trả lời đi, mày trả lời tao đi. Trả lời đi, tại sao mày chiếm đoạt hết mọi thứ của tao? Tại sao mày chiếm đoạt hết mọi thứ của tao? Mày trả lời tao đi, mày trả lời tao đi. Tại sao mày chiếm đoạt hết mọi thứ của tao? Trả lời đi, trả lời. Tại sao? À! Chị Ái Ly, chị ơi, dì Tám đang bị bệnh đó. Chị rất buồn, chị không biết bây giờ chị đang ở đâu. Chị đừng có đi nữa. Bây giờ chị về với dì Tám đi được không chị? Chị Ái Ly, tao không về, không bao giờ về. Chị Ái Ly, Trời ơi! Cô có đau lắm không? Dạ tôi không sao. Sao mà bất cẩn dữ vậy? Bây giờ sắc dốc và diện mạo của cô rất là quan trọng, phải giữ gìn cho cẩn thận chứ. Sau này bất kể là cô xuất hiện ở đâu, cũng đều có hàng trăm hàng ngàn cặp mắt theo dõi cô hết á. Mai mốt á, cô phải cẩn thận hơn biết chưa. Bây giờ sức khỏe của cô rất là quan trọng, mà nếu không có sức khỏe thì sắc dốc cũng sẽ đi xuống nè, rồi giọng hát cũng không có tốt nữa. Mấy hôm nay tôi đang lên kế hoạch cho đêm diễn đầu tiên của cô ở phòng trà đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý hơn. Ông Tuấn. Tôi có chuyện này muốn nói với ông. Chuyện gì? Tôi muốn nói với ông về chị Ái Ly. Cô lại muốn hỏi tại sao tôi lại đối xử tàn nhẫn với cổ chứ gì? Cô đã gặp cổ rồi phải không? Cô đã kể tội tôi như một tên tội đồ xấu xa không ra gì phải không? Cô nói là tôi đã đuổi cổ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng phải không? Nếu mà cô tin cổ thì tôi không còn gì để nói nữa hết. Vậy thật ra mọi chuyện là như thế nào? Cô có biết là cô đã muốn chiếm đoạt tài sản của tôi không? Nhưng con người của tôi bất kể làm gì cũng đều nghĩ tới khía cạnh đạo đức hết á. Tôi chưa bao giờ đẩy ai vào con đường cùng, mà lúc nào cũng cho họ một cơ hội, một lối thoát hết á. Tôi cũng đã cho cổ một số vốn để làm lại từ đầu, nhưng cuối cùng á, cổ đã nướng hết số tiền đó vào cờ bạc, rượu chè, Rồi bây giờ là đổ lỗi cho tôi nữa. Ông Tuấn à, cho dù có như vậy, tôi vẫn cảm thấy tội tội cho chị Ái Ly. Suốt đêm qua chị đã đi lang thang không chỗ trú ngụ. Cứ nghĩ tới cảnh đó, suốt đêm qua tôi không tài nào ngủ được hết. Ông Tuấn à, tôi mong ông cho chị thêm một cơ hội nữa. Ông đừng bỏ mặc chị trong lúc này có được không? Ông May à, lòng tốt thì không nên phung phí đâu. Ái Ly đã không biết trân trọng cơ hội tôi cho, nên đó là cái giá mà cô phải trả thôi. Bây giờ giữa tôi với Ái Ly, mọi chuyện đã chấm dứt. Tôi biết là ông cũng giận chị Ái Ly lắm. Nhưng tôi xin ông giúp giùm tôi một chuyện thôi được không? Ông hãy tìm ra chỗ ở của chị Ái Ly, có được không ông? Tôi năn nỉ ông đó. Thôi được rồi, có gì tôi sẽ cho cô biết. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Thôi, cô vô thay đồ đi, tôi dẫn cô tới chỗ này. Dạ. Cô đúng là một cô gái thuần khiết. Ông đưa tôi tới đây để làm gì? Đây là chỗ ở trước đây của chị Ái Ly mà. Thì có sao đâu, bây giờ nơi này thuộc về cô rồi. Ông Tuấn, tôi không có muốn đâu. Ông có thể đưa tôi tới đâu cũng được, nhà ổ chuột tôi cũng ở được mà. Cô sao vậy? Cô phải biết thân phận bây giờ của mình là ai chứ. Cô đang hợp tác với tôi thì sao có thể ở nhà ổ chuột được? Đúng là căn nhà này rất đẹp, nhưng mà nếu như tôi bước vô thì trong lòng tôi sẽ cảm thấy có lỗi với chị Ái Ly lắm. Tôi không muốn gây ra chuyện hiểu lầm là tôi đang giành chỗ ở của chị. Rosie à, cô suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Căn nhà này là của tôi muốn cho ai ở đó là quyền của tôi. Bây giờ tôi đưa chìa khóa cho cô chỉ việc bước vào mà ở thôi. Chuyện đơn giản mà. Ông Tuấn, ông làm ơn đưa tôi về xóm trọ của chị Trầm được không? Cô đang nghĩ gì vậy hả Rosie? Thân phận của cô bây giờ mà có thể ở một chỗ trọ tồi tàn như vậy hả? Cô muốn biến tôi thành thằng hề sao? Nhưng mà tôi không có thoải mái khi bước vô căn nhà này ở đâu. Xin ông hãy hiểu cho cảm giác của tôi mà. Thôi vậy, bây giờ tôi sẽ tìm cho cô một chỗ ở khác. Ha, tạm thời cô cứ ở đây đi, coi như là giúp tôi coi sóc nhà cửa. Vì nếu thuê người về ở để coi nhà thì tôi không yên tâm chút nào hết. Sao, được không? Không lẽ chỉ có một chuyện nhỏ như vậy mà cô cũng không giúp tôi được? Im lặng là đồng ý. Được, vậy tôi đem hành lý vô ha. Alo. Alo, tôi muốn gặp Út Mây. Tôi là Hai Bình. Mới có mấy ngày mà nhớ cổ tới vậy sao? Cô nghe đi, người nhà cô gọi đó. Alo, anh Hai hả? Anh Hai nè, em đang làm gì vậy? Em đang làm công chuyện. Anh Hai, mấy bữa nay anh Hai sao rồi? Bà nội có khỏe không anh Hai? Ai cũng khỏe hết, nhưng mà ai cũng nhớ em hết á. Nội cứ nhắc, sao em chưa về? Dạ, bữa hổm em cũng gọi về báo tin rồi mà. Tại vì em bận quá. Anh Hai, chừng nào thu xếp xong công việc em sẽ về thăm nội nha anh Hai. Anh Hai nhắn với nội là đừng có lo lắng gì hết nha. Ở trên này á, cuộc sống của em rất tốt. Ông Tuấn thương em lắm. À, anh Hai, em vừa mới làm xong cái video clip đó. Vài ngày nữa thôi là em bắt đầu diễn đêm đầu tiên ở phòng trà rồi đó. Vậy hả? Chúc mừng em nha. Nè, có gì thì báo cho anh Hai biết, để anh Hai chia vui với em nha. Dạ, em biết rồi. Mấy bữa nay em đang tập hát đó anh Hai, để tới đêm đó hát cho nó hay. Nè, em có số điện thoại chưa? Nếu có thì cho anh đi, mai mốt anh gọi thẳng cho em luôn, khỏi mất công gọi qua người khác. Dạ, số điện thoại của em hả? Rosie à. Thôi đủ rồi đó. Alo. Alo. Út Mây, em đâu rồi? Có phải thằng cha đó không cho em xài điện thoại không? Alo, anh biết ngay mà. Ông làm vậy là để dễ chi phối em đó. Cậu nói gì vậy? Thì ra mỗi lần cậu gọi điện chỉ để tranh thủ nói xấu tôi hả? Tôi cho cậu biết, bây giờ tôi bỏ tiền ra đầu tư cho em cái của cậu là muốn cổ tập trung chuyên môn, làm ra lợi nhuận, chứ không phải để cổ có thời giờ nghe cậu trông dài nói xấu về đầu tư của mình nha. Anh Hai tôi cúp rồi hả? Anh Hai tôi còn nói gì nữa không? Bây giờ cô đã mang thân phận mới rồi. Cô là Việt kiều Pháp, không còn là Út Mây nữa. Nhà của mình tập trung để cuộc sống nha. Thôi, vô trỏng đi. Út Mây, Út Mây. Rosie Minh Châu, Việt kiều Pháp. Con, hồi sáng dạ, giờ con có gọi điện thoại lên trển cho Út Mây không con? Dạ rồi. Trời, gọi điện lên trển mà không nói cho nội biết gì hết trơn à. Rồi nó có nói gì không con? Nó làm sao rồi, có khỏe không? Út Mây vẫn bình thường. Em con nói vài ngày nữa là sẽ được hát ở phòng trà. Cuộc sống của em con ở trển tốt lắm, nội đừng có lo gì hết á. Bộ con có chuyện gì giấu nội hả? Có gì đâu nội. Tôi nghi ngờ rồi, dòm mặt nội coi. Dòm coi. Con không có chuyện gì mà sao cái giọng con nó cứ ngàn ngẹn rồi. Con ăn nói lấp la lấp lửng. Rồi con cứ quay dòm chỗ khác không vậy? Có chuyện gì thì nói cho nội biết đi. Trời ơi nội ơi, không có chuyện gì đâu. Nè, dạo này á, nội đa nghi như Tào Tháo vậy nha. Giọng nói của con bị nghẹt, chắc là do mấy bữa nay con bị trúng mưa, con bị nghẹt mũi nên con nói vậy thôi. Nè con nè, đó, nội thấy chưa? Thiệt không đó. Trời ơi, con nói thiệt mà. Đâu, làm lại coi. Cái mũi á. Rồi đa nghi quá. Thôi, nào quay lưng lại đi. Con bóp vai cho. Ai da. Đây nè, chỗ này nè. Con sức chỗ đó đó. Ai da da. Rosie Minh Châu à, bây giờ cô đã mang thân phận mới rồi. Cô là Việt Kiều Pháp, không còn là Út Mây nữa. Như vậy là sao? Ôi da trời trời. Gì vậy con? Dạ con xin lỗi nội. Trời ơi, con làm như vai nội giống như vai tấm thớt của ba mày à. Đây nè. Dạ nội. Chuyện này tôi muốn nhắc lại cho ông nhớ. Tôi muốn nhắc lại thỏa thuận ban đầu của chúng ta. Tôi chỉ đi theo ông, làm việc cho tới khi nào trả xong số nợ mà ông đã giúp cho gia đình tôi. Giai đoạn này là việc công việc, cho nên tôi chấp nhận thân phận Rosie Minh Châu. Nhưng mà tôi không muốn thay tên đổi họ mà nội với cha đã đặt cho tôi. Tôi không có muốn bỏ quê đi luôn đâu. Cô sao vậy hả? Tôi có nói là tôi bắt cóc cô luôn đâu. Tôi chỉ muốn á, trong thời gian hợp tác với tôi thì cô phải thật sự nghiêm túc với thân phận mới của mình. Đừng bao giờ để mọi thứ bị bại lộ chứ. Cô hiểu không? Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng. Ngày mai là cuối tuần, tôi muốn về quê thăm nội. Có được không? Cái gì? Hả? Không phải là cô đã hứa với tôi là cô sẽ cố gắng sao? Cô chỉ mới sắm vai Rosie Minh Châu chưa đầy một tuần, bây giờ đã vội bỏ vai rồi sao? Hả? Rồi về làm Út Mây thì làm sao mà có thể bảo đảm sẽ giữ kín được mọi chuyện được chứ? Những lúc này nhìn ông ấy thật là đáng sợ. Cô hãy chuyên nghiệp và cứng rắn hơn đi Rosie. Tôi sẽ cho cô về, nhưng không phải là lúc này. Bây giờ mọi chuyện cô làm không phải chỉ cho cô đâu, mà còn vì tôi nữa nè. Cô hiểu không? Trời ơi, đẹp quá. Anh hai mua cho em hả? Ừ, anh hai không có mua, anh hai tự làm đó. Bữa nay là sinh nhật của em, anh hai làm tặng cho em đó. Em có thích không? Em thích lắm. Thì ra tối hôm qua anh hai cặm cụi để làm cái kẹp này cho em á hả? Bây giờ em nhớ anh hai mà không biết phải làm sao để gặp được. Cái thân phận Việt Kiều Pháp này khiến em không thể thoải mái sống thật với mình. Dù em biết ông Tuấn cũng chỉ vì mục tiêu công việc và muốn tốt cho em, cho nên mới làm như vậy. Nhưng em vẫn cảm thấy bức bối và khó chịu lắm. Anh hai à. Mày thấy tao thê thảm như vậy mày hả dạ lắm phải không? Chị hãy về nhà với em đi. Về nhà rồi mình nói chuyện. Cái chị. Mày im đi. Đừng có ở đó mà dở giọng mèo khóc chuột với tao. Mày bây giờ sung sướng lắm rồi. Mày đã chiếm đoạt hết tất cả mọi thứ của tao. Còn đứng ở đây giả nhân giả nghĩa chứng tỏ mình cao thượng hả? Danh lợi phù hoa đúng là cũng chỉ như phù du cát bụi mà thôi. Dì Lam, sao con ở đây? Dì vô nhà đi dì. Dì vô đi dì. Dì ngồi đi, con lấy nước cho dì uống. Cảm ơn con. Dì uống nước đi. Dì cảm ơn con. Bé Ba. Dạ. Đem trà thảo mộc ra đây. Dạ. Đi làm đi, đứng đó làm gì? Dạ thưa ông chủ, con có chuyện bí mật muốn nói với ông chủ. Chuyện gì? Ông chủ ơi, chuyện này nha, nó kỳ lạ lắm. Lần đầu tiên mới thấy trên đời này luôn á ông chủ ơi. Nói lẹ đi, dài dòng quá. Chuyện là như vậy đó gì? Thì ra là vậy. Vậy mà dì có hay biết gì đâu. Cứ tưởng là Ái Ly vẫn còn bên đây, nên bữa nay dì có đem một ít trái cây qua cho cổ. Ủa, có chuyện gì hả dì? Bữa trước cổ tới nhà dì làm dạ, tự đập đầu mình rồi đòi bồi thường. Trời đất. Lúc đó dì cũng khó chịu lắm, nhưng nghĩ lại thấy cổ cũng cùng đường rồi nên dì không có chấp nữa. Bữa nay tính đem một ít trái cây qua cho cổ bồi dưỡng. Dì nghĩ tới dì Tám Thể cho nên mới làm chuyện này thôi. Dì, thật sự dì không có giận chị Ái Ly hả? Giận chứ. Dì giận cổ là vì cổ đã phung phí cuộc đời của mình vào những tham vọng vô nghĩa, rồi tự làm khổ mình, làm khổ luôn người khác nữa. Bây giờ con không biết là chị đang ở đâu nữa. Dì Tám buồn dữ lắm. Con chỉ mong biết được chỗ ở của chị để dì Tám bớt lo thôi. Út Mây nè, con đúng là một người con gái tốt mà dì từng biết. Tiếp xúc với con, dì thấy trong lòng rất bình yên. Nhưng cái tính của con lại không thích hợp để bước vào thế giới giải trí. Dì chỉ sợ là đến một lúc nào đó con sẽ đánh mất con người trong sáng của mình.